vâng về bản chất là chúng ta sống của đời đang là học học tất đúng không chúng ta muốn thành công chúng ta phải học mà chúng ta muốn làm được cái gì chúng ta phải học cả thế nhưng mà trước đây thì chúng ta hay nhấn mạnh về cái chữ dạy tức là muốn học thì phải có thầy Đấy là phải có người dạy nhưng thực tế nó không có khái niệm dạy đâu nó chỉ có học thôi cái chữ dạy người thầy là cái người mà sẽ giúp cho bạn đi học tốt hơn đặc biệt là bây giờ trước đây trước đây thì còn người thầy còn có một nhiệm vụ nữa là truyền đạt tri thức kiến thức nhưng hiện tại thì kiến thức thì tất nhiên là nó available tức là nó ở bên ngoài bạn có thể tự kiếm được rất nhiều nhưng mà làm thế nào để bạn học được nó vào trong người cái nếu mà theo cái cạnh đó thì tất cả chúng ta đều đi học cả <laughs> tâm ra bạn nói cũng đúng tức là ai cũng đang làm giáo dục nhưng mà thầy, anh muốn chữa là thành ai cũng học cả thì đúng hơn nếu đúng bạn học biết học thì cái sự thành công của bạn sẽ nhanh hơn rất nhiều khởi nghiệp cũng thế thôi nếu bạn biết cách học thì bạn sẽ khả năng thành công bạn cao hơn rất là nhiều. Hay thậm chí khi thất bại, bạn cũng biết được rằng nếu lần sau bạn làm lại thì bạn sẽ làm như thế nào. Nếu mà cái sự học đấy thì nó sẽ không tách rời ra với hành. Chính khi hành là mình đang học rồi. <laughs> vâng. À, thì cái uh, thì anh hay lấy ví dụ như này tức là muốn học được thì phải hỏi được. Đấy. Thì em đặt được câu hỏi. Thì thường câu hỏi nó xuất phát từ đâu? Xuất phát từ thực tế cuộc sống vâng. Ừ. thì khi mà em đặt được câu hỏi rất nhiều khi em đặt câu hỏi xong này em có khi em tự đưa lời giải thì đa phần chúng ta lúng túng chúng ta không biết là vấn đề là gì chúng ta không đâm ra là cá nhân anh cho là học và hành là đi với nhau là một cách gọi như là nó song song với nhau nhưng sau này mà khi mà làm bắt đầu thì khi làm FT ấy, thì thì anh mới dùng được được có một cái chữ rất là hay mà chữ này là của Hồ Chí Minh không phải là của anh <laughs> mình biết là nó gắn với nhau nhưng mình không biết là nó nó cái, cái 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 logic của giữa hai cái thằng đấy với nhau như thế nào thì của Hồ có một câu rất hay là tôi nghĩ rằng nhân cũng dịp này để chia sẻ với các bạn trẻ Tức là thực hành sinh ra hiểu biết hiểu biết tiến tới lý luận lý luận lãnh đạo thực hành Thực, thực hành à. sinh ra hiểu biết, hiểu biết hướng tới lý luận và lý luận, luận lãnh đạo thực hành. Thì chúng ta nghĩ rằng là phải đi học thì mới có hiểu biết, nhưng mà không phải. Phải làm mới có hiểu biết. Đấy, thế nhưng mà chỉ dừng lại mức đó thôi thì nó gọi là kinh nghiệm chủ nghĩa. Ông cứ suốt ngày cũng bảo là hồi xưa tôi làm thế này, thế nhưng mà bây giờ nó khác rồi, thì đâm ra muốn lên một mức khác thì ông phải học, lúc đấy cũng phải có lý luận học ở đây, tức là hệ thống hóa cái đấy lại. Vâng. Đấy. À hóa ra nó có quy luật Cái việc mà cứ gặp ông Nam Thì phải chào Nó là một quy luật chứ nó không đơn giản là cứ Vì nó quy luật nên gặp ông khác phải chào khác Không phải chào giống nghe thế là chết Như vậy là học hành sinh ra hiểu biết Thực hành sinh ra hiểu biết Hiểu biết thì tiến tới lý luận Khi lý luận rồi thì chúng ta mới có thể lãnh đạo được thực hành Thì cái sau đó thì cái vòng nó lặp lại Nó cứ vòng đi lặp lại Mà có thể xảy ra rất nhanh Mà trong trường hợp của Uh, ví dụ như là một cái nhân vật nữa cực kỳ xuất sắc trong lịch sử Việt Nam là đại tướng Võ Nguyên Giáp tức là một học trò gọi như là là xuất sắc của, ừ, Hồ, của, Hồ. Wow. thì cũng áp dụng vào trong chiến tranh đúng như vậy luôn đánh nhau đó. <laughs> không đánh nhau thì biết thế nào được Bởi vì khi quân đội nhân dân Việt Nam rất là non trẻ bây giờ đi học thế nào cô viết cái quyển sách trong quyển chiến đấu mà viết rất rõ đánh đó. là học tư kẻ thù chính là hiểu biết hiểu biết tối về đọc sách bình thư chứ không phải là đọc sách xong đi đánh nhau mà đánh nhau rồi Xong tối về mới đọc sách đọc sách xong <laughs> tất nhiên là năng lực đọc sách cũng rất là giỏi thì sáng hôm sau lại có ra một cái kế hoạch đánh nhau khác và khi mà sau này à, khi mà anh tình cờ đọc được cả hai cái đấy thì anh mới thấy hồi xưa cụ Vẫn vận động cực kỳ nhẫn nhuyễn và đây nó gọi là tuyệt chiêu nhưng mà ngay trong một sai cycle tức là hồi cụ giác ngay trong ngày luôn chứ không phải là là cái quả, em cái hình dung quá trình liên tục như vậy thì một lúc sau là mình trở nên rất là thông minh <laughs> cái gì mình biết cả chúng ta thường mất mẹ năm năm đi học Thế chẳng làm gì đến lúc đến cuối quên sạch cái đầu rồi còn đâu thế xong này năm mười năm đi làm thế xong lại năm năm mới lúc đấy học em đây tức chẳng liên quan gì nhau cả thế rồi cứ, khoe thì lắm bằng cấp thế nhưng mà thực ra thì những kiến thức nên cứ rời rạc với nhau nó không nó không, nó không được thực tế đâu đấy thực hành xin hiểu biết hiểu biết đến lý luận lý luận đến thực hành còn cụ giác thì sáng đánh nhau <laughs> chiều đọc bình thư rút kinh nghiệm tôi lập kế hoạch sáng mai đánh nhau tiếp ừ. như vậy thì cái câu chuyện <laughs> tạm nói về câu chuyện chiến chiến trận chiến trận đấy điện tức là mình cũng phải học hành từ những cái trải nghiệm thực tế đấy, đấy anh rồi. anh thì em nghĩ là chết người đấy như, như đúng anh đúng. anh còn nói là ngày xưa anh là dân nghiên cứu học toán dân toán này... vậy thì rõ ràng là khi mà đến với câu chuyện kinh doanh chẳng hạn thì nó là một chiến trường thôi chứ nó cũng là một chiến trường rất là mới nhưng mà về cơ bản là nguyên tắc là như thế bây giờ bây giờ dễ rất dễ nhất bây giờ bọn anh đi đặc biệt là trong những khi mình đi ra nước ngoài mình đánh nhau một dự án ví dụ sang mình mỹ đánh nhau vâng. thì một cái dự án là mình không biết thì nếu mà logic bình thường mình sẽ nghiên cứu tìm hiểu trước khi đánh vâng đúng rồi. đúng không nhưng mà em phải biết rằng có những cái thứ thực ra trong các công ty mà công nghệ thì có những cái thứ là họ không dạy ra ngoài không cách nào mà học được luôn đúng không vâng công nghệ đấy nói là công nghệ gọi là công nghệ đặc hữu đặc hữu của người ta. Hờ, em không học ở trường được cứ học 10 năm vẫn không học cái đấy không ai dạy cả nhưng mà em hình dung như vậy đi với một cái năng cái tự học tập hồi đấy thì bọn mình cũng học rồi, gọi là nhiều nhưng mà thực ra đi ra trận đấy thấy là bằng không hết bởi vì tất cả những cái học nó chẳng liên quan gì đến cái xảy ra ngoài chiến trường cả thế thì lúc đấy mới nghĩ rằng ai phải đánh nhau thôi phải xông vào đánh vấn đề làm sao mà nó cho mình đánh nữa chứ còn trong trường hợp kia là nó đánh mình còn trong trường hợp này mình dài thì nó không cho đánh à biết gì mà đánh nhau hờ ừ, cái này là khó thế nhưng mà vì cái triết lý đấy thực ra ấy, mình phải tin vào cái triết lý đấy trước chứ còn tất cả các bạn không tin các bạn đã chuẩn bị rất mất thời giờ cuối cùng mà khi chúng ta chuẩn bị xong thì hết mất cơ hội mẹ cũng chẳng biết có xong hay không mình có được đánh nhau đâu mà biết cái chuẩn bị mình là đúng bạn anh hiểu sẽ thường xuyên cái việc là đánh nhau xong là đi lên máy bay rồi bắt đầu mới học thế là lên máy bay thì bắt đầu mới, mới đọc sách như điên rồi xuống máy bay rồi đánh nhau luôn thế nhưng mà chính vì cái mình đã được thấm nhuần cái triết lý đấy thì mình quen quen giao đánh gặp một cái dự án hoàn toàn mới chắc nó sợ gì cả. Không mới vì sao mình có phát hiện ra đấy càng mới mình càng thích vì cái năng lực này hóa ra là năng lực cạnh tranh tốt những cái gì mà nhiều người biết đấy thì mình lại khó bởi vì mình chưa không được học hành thì toàn những cái dự án nào mà chưa thằng nào biết cả thì để tôi thì là mình có lợi thế hơn hẳn là những ông khác và tất cả là nó nhờ vào câu chuyện là mình luôn luôn sẵn sàng câu luôn chuyện. sẵn sàng là luôn nhảy này. vào trận là chúng ta tin rằng chúng ta sẽ học được thực hành sẽ hiểu biết nhưng mà tối về phải đọc sách thật <laughs> chứ không à. phải là ngơ ng ng ngác ngác cái thì hôm sau ra vỡ mặt <laughs> nhưng mà nhưng mà anh có bao giờ có thất bại với cái cách thức tiếp cận đâu tất nhiên là có đương nhiên là không phải hy sinh câu chuyện nào ạ phải trả giá thì tất nhiên gặp <laughs> làm sai thì bình thường thế nhưng mà còn còn đi được còn con đường kia là còn không đi được đây nó rất phù hợp trong những cái chuyện đặc biệt là trong ngành công nghệ thì nó thay đổi liên tục em biết trước thế nào được thất bại này nó có chết người đâu cũng giáp nó chết người nó mới mệt chứ mình thất bại thì không có dự án gì thì thôi chứ làm gì đuổi cổ về thì về cứ mất đâu ở đây anh, gọi là bảo anh em đi cùng lắm thì thì lại đuổi mình về chứ sao? Thế có mình có mất cái gì đâu? Nhưng mà được thì được rất nhiều. Chính là khi khi mà mình làm anh làm FT em là đặc biệt là trong cái chương trình mà đi ra nước ngoài chứ làm trong nước thì thực ra là thực ra là không có bài toán khó, nước toàn bài toán dễ, không thì lại khó quá nó nó không có cái bài toán thì là nó, khó quá thì nên chịu thì, ra ngoài và thì dư các loại bài toán tao chọn muốn đánh chỗ nào trận địa đầy họ đánh nhau với ai thưa tao lựa chọn thì mình vào đây đã mất công sang đây rồi thì đánh đi thua thì thôi chứ có cái gì đâu thế nhưng mà thực ra lại thua rất ít bởi vì, vì tinh thần như vậy thì ngay cả khi thua mình cũng biết là tại sao đấy thì lần sau nó đánh đấy điều chỉnh được ngay cái quá trình điều chỉnh liên tục ý thì nó hạn chế cái hậu quả của việc thất bại em không thất bại lớn đâu em là. có thất bại nhỏ tất nhiên nhưng mà em, mỗi lần em học được đến cuối cùng là em một series những thất bại nhỏ cho em không bao giờ ưu hình phát để chết thẳng cắn không sao rất bền vững cái cách này thì thực sự là, là anh bây giờ anh đang đi tuy, truyền bá cho các bạn là nhưng mà thường các bạn không tin các bạn phải chuẩn bị thật kỹ đánh trận thật lớn không ăn ngay <laughs> thì tôi đi chịu chúng ta không cần một trận rất lớn đâu chúng ta cần trận nhiều rất nhiều trận nhỏ liên tục ừ. Và... trận lớn thì thỉnh thoảng đánh chụp ảnh khoe là xin ảnh pia như vậy là cái cái sự bền bỉ cái câu chuyện mình phải gọi là không sợ thất bại là một và thứ hai là mình học gần từ, như là học, học liên từ, tục học từ thì thực tế trong chiến tranh thì học từ kẻ thù trong làm việc thì học từ khách hàng học từ đối thủ sau đó thì về rút kinh nghiệm đọc sách đối chiếu với sách nhưng mà có cái kinh nghiệm này thì đọc sách nó vào lắm mà chỉ đọc cái chỗ nào có cái chỗ khác nó đọc làm gì sách gì như này mới đọc hết thì tôi ơi ừ, vì đánh nhau rồi mình về mới biết ngay đọc chỗ nào đọc xong mình thấy à như vậy nó phải lý luận thì mình mới lãnh đạo được bởi vì mình phải chỉ huy anh em ấy. đúng không, vâng, đúng không? Vâng. Thì, thì đấy là cái cái câu hỏi này rất là hay và thực sự đây là một trong những triết lý dành cho là uh, thực ra không phải của anh đấy Hồ hồ đã nói rồi đã, đã thực hiện rồi nó rất tiếc là nó anh cũng nghĩ rằng nó bị thất truyền vâng. thất truyền anh còn dẫn cả một đoàn đi sang một cái thức, trong việt nam không ai nói đến một cái bảo tàng của hồ chí minh ở bên trung quốc viết ngay cái chữ biết tôn tướng cái chữ. còn chúng ta vào bảo tàng hồ chí minh chúng thấy năm điều bác hồ dạy cho trẻ con thì cũng được nhưng mà, nhưng mà người lớn đi dạy cái gì và à. em nghĩ là thông qua cái podcast này thì cái bài học đấy nó lại được lan tỏa thì em nghĩ đấy Vậy. là một điều tốt